Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân. Và có một cái sự việc mà hôm nọ thì các bác cũng đã biết rằng là em Quân nhà được một số tiền khá lớn đấy. Cho nên là cháu Lực cùng với em Quân là quyết tâm tìm người mà đánh rơi số tiền để mà trao trả lại cho người đó. Cô bác đang xem bò à? Vâng. Đang chuẩn bị cái sọt là chuẩn bị đi đâu ấy? Em sang bên kia lấy cỏ ạ. Sang bên kia lấy cỏ à? Vâng. Ồ, thế là hôm nay là bà là phải đội áo mưa để đi à? Vâng ạ. Tôi Quân xin mến chào với ông bà của chính chị ạ. Ôi, bé Hiếu thì cũng chạy ra đây này cô bác này. Đấy. Hiếu, nào đi đâu ấy? Hả, đi đâu ấy? Nào Hiếu, chào đi, khoanh tay. Khoanh tay, thả cái kia xuống. Con chào, khoanh tay đi, khoanh tay xong rồi đi thôi. Khoanh tay, con kính chào. Con kính chào các ông các bà. Các ông các bà phải nói một lúc thì bé Hiếu mới chịu chào các bác ạ. Đấy, trời thì đang mưa rất là tầm tá này. Đấy, chắc là thấy là anh Quân là đi lấy cỏ là đòi đi theo à? Hả? Có phải không? Phải á? Thế bây giờ cho Hiếu là đi về đi. Xong đó. Xong là cùng Quân để đi lấy cỏ. Tao phải đứng để Hiếu. Mày em còn mau về. Tao đứng còn về. Đấy, đi về đi. Mưa lắm, đi về đi. Đấy, trời thì khá là mưa cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ cùng em Quân là đi lấy. Thế hôm nọ thì có ai vào nhà hỏi bảo là trả tiền không? Có ạ, có một bác ạ. Có một bác á? Vâng. Thế bác ấy là người là như thế nào? Dáng người như thế nào? Cao ạ. Cao. Cũng cao hơn em một tí, với lại chắc tầm được 30 tuổi ạ. 30 tuổi à? Đó. Thế chú bảo là phải là tiền của chú à? Vâng, chú ra hỏi bảo là đấy là tiền của chú đấy, xong là cháu bảo là xong là cũng có nhiều người bảo là không phải, xong em mới không cho, xong em hỏi ý kiến của anh xem như nào. Thế là chú ra đấy một chú ra một lần hay là ra mấy lần? Ra một lần ạ. Ra một lần à? Đó. Thế là một mình chú ra hay là bao nhiêu người ra? Một mình ạ. Một mình à? Đó. Thế là có người ở xung quanh bảo không phải à? Đó. Không phải chú đấy à? Đó. Đó. Chắc là có người về giả mạo quá. Thế nhưng mà chú đấy có nói đúng cái số tiền không hay là nói ít đi hay là nhiều đi? Không ạ, chú đấy nói sai hơn ạ. Nói sai à? Đó. À, thế là em không cho à? 10 triệu. À, nhưng mà không đừng, phải đừng, à. Đấy, mình đừng nói số tiền đấy ra. Đó. Tại vì là sợ là có người xấu người ta theo dõi được những cái thước phim khi mà anh đăng tải lên đấy. Thì sẽ ra để mà nhận vơ đấy. Đấy, rất là may là Quân cũng khá là tình đòn của bác. Đấy, nếu mà như mà trao người ta về nhận cái là trao cho người ta luôn, cho nên trao cho người ta luôn thì sẽ gọi là mình lòng tốt của mình đặt là không đúng chỗ đấy của bác. Đấy, bây giờ thì chắc chắn là sẽ có người mà đang đánh rơi tiền. Có thể là có thể là vừa mới đi đâu mượn số tiền về hay là đi đâu là buôn về để làm rơi. Ở đây thì bây giờ cháu Lực cũng đang tìm hiểu xem là bác nào mà làm mà rơi đấy. Đấy, sau khi mà cháu Lực tìm hiểu thật kỹ rồi thì cháu Lực sẽ ghi hình lại chứ để tránh trường hợp là một số các bác ở trên kênh sẽ nói rằng là cháu Lực sẽ không có ghi hình ấy, thì hai anh em mà sẽ không có trả người mà đánh rơi ấy. Đi lấy cỏ đi, có đi xa không hả Quân? Có à? Hôm nay là mưa từ hôm qua đến giờ thì hôm nay chưa đi lấy được cỏ à? Nhà Quân thì hiện tại là cũng có thêm một con bò ấy của bác, cho nên là Quân rất là chăm chỉ thêm để mà làm sao mà nuôi được con bò bê đây để cho nó lớn hơn, nó lại có thêm một con bò mới nữa. Cái bé Hiếu này đang ở trên nhà họ ấy nhờ. Chỗ này là ruộng nhà Quân rồi nhỉ?
kia bên kia cái ruộng nhà Quân thì để mà bốn người ăn anh có á thì cũng không có đủ một là năm đâu, vẫn còn thiếu. Đây, ở đây thì khi mà không đủ ấy thì là Quân là phải đi làm thuê để mà lấy tiền về mua gạo, mua mắm, mua muối. Đấy, thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Đức đăng tải các phim của Quân lên, bố Quân thì cũng có ra đi ấy, được hàng xóm là người ta cũng thương yêu và cũng góp cho nhà Quân là mỗi người một ít gạo, cho nên là phần gạo đấy có thể là đủ ăn năm nay thì sẽ không có lo sợ là đói không đủ ăn, nhưng mà còn là năm sau thì cũng chưa biết được. Chắc là vụ năm nay em không cày được rồi anh ạ. Nhưng mà sao lại không cày được? Tại vì con bò có con bé nên không có cái để cày. Không cái để cày á? Ủa thế thì là phải thuê người ta à? Có thuê không? Thuê nhưng mà bây giờ cũng không có tiền nhiều. Không đủ. Họ lấy cao quá. Họ lấy bao nhiêu? Ở đây có hai thửa này chắc cũng phải tầm 500 gì đấy cho họ làm hết ạ. 500 là họ làm hết là mình chỉ việc được cái đúng không? Thế là em cứ em tìm đi, có bác nào cày thì bảo anh. Đấy, năm nay thì thật sự có bác ạ. Con bò Hà Quân ấy thì cũng không cũng vừa mới có con đấy, thành ra là không có cày được. Như Quân nói là chắc hôm trước là cháu đi sang nhà chú bên kia, xong là ông bà nhà chú bên kia cũng thương cháu, bảo là cho cháu lấy cái mấy cây ra cày. Xong mấy hôm nay cháu cũng không có xe để xuống dưới kia lấy rau về để cày, nên bây giờ cháu chả biết làm như nào. Thế thì người ta bảo cho mượn máy cày á. Nhưng mà em còn nhỏ thế này thì làm sao mà biết mà dùng máy cày để mà cày? Em biết cày rồi ạ. Biết cày à? Vâng ạ, em cũng được từng đi thuê họ làm rồi ạ. Người ta thuê mình, không phải là mình thuê người ta. Thuê mình làm. Thế thì bây giờ thì thuê, bây giờ thì hỏi xem là có ai làm ấy thì là bảo với anh. Đấy. Thế là, nhưng mà nếu mà năm nay mà không trồng lúa thì làm sao mà năm sau mà có làm sao mà có gạo để ăn hoặc thóc để ăn? Nếu mà năm nay không làm thóc ở trong nhà cũng chỉ đủ mỗi năm nay thôi, chắc năm sau không có nữa. Sao lại không có? Thì mình làm sao thì mình phải làm mọi cách để mà mình cày được năm nay chứ, thì mình mới có chứ. Thế tiền hôm nọ em đi làm mà tiết kiệm thì được tầm bao nhiêu tiền rồi, đủ thuê người ta cày chưa? Cũng chưa đủ đó. Cũng chưa đủ à? Thế thì em cứ ấy đi xem là số tiền đấy thì còn thiếu bao nhiêu thì anh sẽ trích cái tiền ra để mà giúp cày, chứ không là nếu mà năm nay mà không cày thì làm sao mà năm sau mình có gạo để mà ăn, thóc để mà lấy. Nếu mà năm nay không có con bò bây giờ là cày được rồi. Bây giờ trời mưa không cứng là cày được rồi. Là bây giờ trời mưa là không là cày được đúng không? Có con bò thì bây giờ mưa như này thì cày được rồi, nhưng mà con bò không cày được. Cái bò thì cũng vừa mới sinh, vừa mới đẻ cho nên là nó không cày được là đúng. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là ruộng nhà của hàng xóm thì đã cày hết rồi, còn mỗi ruộng của Quân ở trên này là chưa có cày thửa nào. Đây thì cháu được nhìn thấy là có thửa ruộng thì người ta dùng máy cày để cày, còn là có những thửa ruộng thì người ta vẫn dùng trâu với bò để mà cày. Kia có một bác là cũng đang đi lấy cỏ đấy, cũng đội ô để mà đi lấy cỏ đấy. Tại vì là hôm nay là trời mưa khá là dày đặc của bác ạ, mưa từ hôm qua tới giờ là vẫn chưa có tạnh đâu. Như ở trên nhà bao cháu của bác cũng thực sự ra để mà nói thì khi mà mấy anh em thợ đã lấy cửa được là lên hết rồi, nhưng mà không có lên để mà làm được, chắc là phải tạm hoãn lại thêm một ngày nữa. Đây là cỏ gì đấy Quân đây ấy? Cỏ hả?
mua trong chợ thôi ạ. Lấy mua trong chợ à? À, cỏ đây là mua về để trồng đúng không? Tập phát lên nào. Tại quân tẩy phạt hoàn nhan rồi. Ôi ở đây có rau gì đây này? À quân này, su hào đấy. Em tỉa tỉa cái su hào này đi trồng này. Tỉa cái su hào mà đi trồng cái chỗ hôm nọ mà em hôm nọ mà em trồng rau cải đấy. Tỉa nó đi. Cái củ su hào này thì là mùa này là trồng thích hợp rồi. Em biết cái củ này không? Không ạ. Không á? Cái củ này, củ su hào có cái quả nó ở dưới phần thân rồi đấy. Dưới phần góc góc này trên một chút này. Em thấy em chưa được ăn. Chưa á? Em phải xúc cả cái đất nó lên, xúc cả cái đất nó lên. Đấy, xúc cả đất nó lên. Không thì lấy cỏ đã. Không thì để đây lấy cỏ đã, ngày mai ra lấy để trồng sau. Đấy, ngày mai ra xúc cả cái này này. Đấy, xúc cả đất nó lên để lên trồng nhá. Vâng ạ. Không thì lấy cỏ đã. Đấy, trời thì mưa gió rất là dày đặc nhưng mà em Quân vẫn không có ở nhà mà ở nhà mà nghỉ ngơi đâu các bác. Đấy, ở trên mình đang đội thêm là những cái áo mưa để mà đi lấy được cỏ để cho bò cho trâu. À nhà Quân thì có nguyên bò đây nhỉ. Cỏ này là mình mua ở bên chợ vào đúng không? Một ngày là mình lấy một bó quả cỏ nhá. Dạ. Ông thì mấy hôm nay là bị làm sao Quân nhỉ? Ông là hôm nay chân ông bị đau. Chân ông bị đau à? Dạ. Khảo toán kỹ tư Quân. Ừ. Thế ông là bị chân ông là bị đau như nào? Bị đau khớp ạ. Bị đau khớp à? Dạ. Thế là ông là đến tuổi của bác, đến tuổi thành ra là bị đau khớp. Đỡ hơn chưa? Ông đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi ạ. Đỡ hơn rồi à? Thế mấy hôm nay là ông không đi lấy được cỏ à? Không ạ. Quân thì là năm nay thì có thể là như còn gia đình là còn thức, còn gạo để mà ăn. Nhưng mà chắc là sang thêm một độ tầm sang năm sau thì nếu mà không có cày được để mà làm ấy thì không có đủ thóc để mà ăn nữa. Ấy thì vừa rồi anh cũng bảo với Quân ấy, cái tiền của Quân mà trong thời gian vừa rồi đi làm thì còn được bao nhiêu thì thuê người ta ra cày xong là còn thiếu như nào thì bảo anh nhá. Chứ không là không được bỏ là năm nay không có không cày đâu, chứ sang năm sau là không có thóc để mà ăn đâu nhá. Không có thóc, không có gạo đâu. Bây giờ là cả gia đình là phụ thuộc vào mấy cái mảnh này mà không đi cày được thì làm sao mà lấy làm sao mà năm sau mà đủ ăn nữa. À. Năm sau thì không thì em lại đi làm mà để mà nuôi được bốn miệng ăn à. Em có thấy từ lúc mà bố mà mất đi thì cảm thấy là cái cuộc sống của mình như thế nào? Đây em cũng nghĩ sâu rồi, em chỉ nghĩ là cho ông bà khỏe là được rồi. Nghĩ cho ông bà là khỏe à? Có thấy là khi mà bố mà mất đi rồi thì có cảm giác như là mình là phải thật là mạnh mẽ để mà làm sao mà nuôi được ông bà không? Có. Từ trên nhà Quân mà xuống đây lấy cỏ dưới đây cũng phải rơi tầm độ 30 phút đấy nhỉ? Vâng ạ. Đấy, đến mùa đông thì hầu như cháu được nhìn thấy là bà con đi mua cái giống cỏ này để mà gieo xong lại về mà gieo cô bác ạ, để mà cắt. Chứ không là mùa này là ít khi cỏ mọc được lắm. Cái cỏ này thì nó phù hợp với lại thời tiết mùa đông cô bác ạ.
cỏ đấy thì là cái giống cỏ mà gọi là từ bên Trung Quốc sang đấy cô bác, giống cỏ đấy. Ui, cái áo mưa thì bị hỏng rồi. À. Cái quần này, tiền này bây giờ đang giữ ở trong nhà thì có sợ không? Sợ là tiền đấy bị mất không? Có à? Có. Cái tiền đấy thì để cho bà giữ hay là như nào? Em lấy cho bà giữ. Lấy cho bà giữ rồi à? À. Bây giờ thì cái số tiền thì cháu Đức cũng không có cầm mà đi về các bác. Thì vấn đề trong nhà quân là để cho bà giữ. Số tiền đấy bây giờ mình không trả thì có được không? Không được rồi, mình phải trả. Mình phải trả cho người ta à? Vâng, chắc là họ cũng đi vay đâu đó thôi ạ. Họ cũng đi vay à? Vâng ạ, nếu bây giờ mình không trả thì họ bây giờ mình không trả mình cũng không dám tiêu đâu. Tại vì số tiền cũng lớn. Với lại họ cũng đi mượn rồi. Nhưng mà số tiền này cũng lớn này. Thì sao em không nhặt được ấy? Thì đừng có nói với anh. Không nói với anh một mình mà giữ tiền đấy để lấy làm việc khác luôn. Em không có ý nghĩ đấy à? Em không ạ. Đấy cũng không phải là tiền của mình. Nếu mà mình làm như vậy thì lần sau nếu mà mình cũng rơi thì họ cũng nhặt được, họ cũng không trả mình. Nếu mà những lúc nào mà mình cũng đang gặp khó khăn, mình đi vay mà rơi thì họ cũng không trả mình. Họ cứ chỉ nhìn mình cười cho mình lại phải đi vay. Không được, không được làm, không lấy được tiền đấy làm những việc gì mà mình lại phải bán những gì đi để trả họ. Đấy, hầu như là ở trên vùng cao đâu có bác, cái số tiền đấy thì cái lực là nói lên rồi. Đấy, rất là lớn của bác ạ, số tiền đấy thì sợ là gia đình người ta có khi là đang đi vay ngân hàng về để mà mua đồ, mua đạc, cũng như là mua, ví dụ như là mua trâu đi hay là mua bò về. Đấy, đánh mất là số tiền đấy là coi như là không có tiền để mà mình làm kinh tế nữa. Đấy, trong thời gian mà cháu Lực đăng tải cái thước phim em quên nhặt được tiền lên đấy cô bác, thì cũng có rất là nhiều người điện cho cháu Lực và nói, nhưng mà mỗi người là nói một cái giá mà khác nhau, và có người thì nói chuẩn cái số tiền đấy nhưng mà không nói được chính xác là có bao nhiêu. Đấy, ở đây thì một khi mà bà con ở trên vùng cao cô bác thì số tiền mà có tờ tiền bao nhiêu thì bà con rất là bà con rất là gọi là nghĩ được cô bác ạ. Tại vì là tiền của bà con thì bà con có khi là đi vay về cho nên là nhớ rất là kỹ. Cái quần thì mặc dù là gia đình hoàn cảnh khó khăn đấy cô bác, em ấy thì cũng còn nhỏ tuổi nữa, nhưng mà em đã có cái suy nghĩ trực rằng là mình nhặt được quả rơi thì mình phải giả cho người đánh mất. Đấy, đến hôm nào mà quân mà có thể mà tìm được đúng người đấy thì là bảo với anh nhá. À. Rồi là anh xuống anh sẽ ghi hình lại, chứ không là anh cũng rất là sợ là sẽ các bác sẽ nghĩ rằng là anh là người cầm tiền mà không đi giả đấy. À. Đấy, đủ một sọt đấy rồi là cũng đi về chứ. Vâng ạ. Cái bò thì nếu mà bò thì ăn được một sọt đấy không? Có ạ. Có à? Lấy thì phải lấy pha dưa một ít ạ. Pha dưa một ít à? Vâng ạ. Mới đủ ăn ạ. Đủ ăn. Vâng ạ. Cái số này thì cắt được mấy lần rồi? Đây là em cũng cắt được 2-3 lần. 2-3 lần rồi. À. 2-3 lần không lại mọc được. Ôi, ở đây thì có nhiều rau này Quân này. Có cả rau đậu Hà Lan này. Có cả thêm rau củ su hào này. Ngày mai thì Quân lên đây mà tỉa mà đi trồng nhá. Chỗ mà hôm nọ mà anh thấy em trồng gieo rau ấy thì là lấy đi trồng ở dưới đấy. Quốc ở đấy thêm một tí nữa. Đấy, bà thì chắc là đang nấu cơm rồi nhờ. Đấy, nhìn thấy khói, cô bác không biết là liệu cô bác có đang nhìn thấy không. Cái ngôi nhà mà có nhiều khói nhất ấy, lên đấy các bác, là nhà của em Quân đấy.
Trời mưa thì tầm tán luôn bác, sương mù thì gọi là vây quanh hết rồi. Cái ruộng của nhà em là từ từ đây đi đúng không? Vâng ạ. Cái ruộng này là hình như là ruộng của ông bà đúng không? Vâng ạ, đây là ruộng nhà ông bà. Nếu mà ông bà ở với ai thì là ai được đúng không? Vâng ạ. Đấy, trời thì bây giờ đang độ tầm là 3 rưỡi đâu các bác. Đang độ tầm 3 rưỡi thôi nhưng mà trong là nhìn nước kiểu là tầm độ 6 giờ rồi. Mùa đông thì tối rất là sớm và kèm theo đó thì có rất là nhiều sương mù nữa. Vậy bà con ở trên vùng cao thì đến mùa đông thì rất là sợ các bác ạ. Mặc cái công việc của mình thì nó vẫn như thế, tại vì công việc của mình là làm bằng công việc mà chân tay mà, cho nên là tiếp xúc với lại nước với lại khá là nhiều, thành ra là rất là lạnh, rất là buốt. Cái sọt này thì đã mua được tầm bao nhiêu năm rồi, quân sọt này? Đấy, cũng mua được 2 năm rưỡi rồi ạ. 2 năm rưỡi? À. Một cái sọt này thì phải nói là dùng cực kỳ mà gìn giữ đấy. Cái sọt này thì bà cũng thường hay là đi lấy rau lợn đúng không bác? Mỗi lần bà đi lấy rau lợn là bịu phải cao hơn cái sọt độ tầm 1 gang. Cái quân thì mặc dù là cũng được là các bác mạnh thường quân giúp đỡ giả cái phần khoản ngân hàng với các bác, nhưng mà quân thì vẫn còn rất là nhiều thứ phải lo, cho nên là nhìn vào cái khuôn mặt của em thì lúc nào cũng mang trên mình là một cái vẻ mặt mà u ám một chút. Quân thì sao em nhìn anh nhìn vào khuôn mặt của em ấy thì là sao, lúc nào mà cảm thấy là như là có một cái điều gì mà rất là lớn đang nằm trong tiềm ẩn ở trong con người của em đấy. Hay là cái tính nết của em đã như vậy rồi? Nết của em là sinh ra là như vậy rồi. Sinh ra là đã như vậy đúng không? Ở đây thì là cái tính của em thôi cô bác. Dâu đậu Hà Lan đấy. Cái này thì liệu có đủ một bữa không? Trong nhà không có mỹ rồi à? Thế là hái về là tối nay là nấu cơm ăn đúng không? Chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Ôi, đây một lúc mà anh em cắt cỏ rồi cô bác này. Trời thì khá là tối rồi, bây giờ còn phải soi đèn pin một lúc thì chắc là mới về được rồi cô bác. Tại vì cái quãng đường mà đi về thì hai anh em cũng còn khá là xa.
hôm nọ mà sau khi mà cháu được đăng tải cái thước phim mà Quân nhặt được tiền đó các bác, thì cũng có khá là nhiều các bác cũng có dặn là cháu được rất là kỹ để mà làm sao mà đúng cái phương châm mà trả lại được cho người mà đánh rơi. Hết chưa? Là bây giờ là phải về đấy chứ nhỉ? Ui trời, mưa đang rất là nhiều các bác. Xem cái liềm nhá, cái liềm rơi nhá. Liềm có rơi không? Ra đây xem nào, ra đây xem nào. Xem nào. Nó đi đâu rồi? À đây là trong. Đã đi. Đang tìm liềm rau à? Anh Quân thì vừa đi lấy cỏ xong là vừa hái thêm rau nữa. Ôi rồi, ở đây anh nhìn thấy có rất là nhiều su hào này. Su hào này thì có phải em gieo không hay là nó tự có? Thì lấy để từ em lấy gì từ bỏ ném không à, là mình vẫn gieo đúng không? À à, đây là rau cải mà em với lại bà gieo à? À đây là rau cải, cải này là cải cải thìa ấy, cải này cái cỏ này thì mình mang về là mình có phải thái nữa không? Thế để cùng rơm thái à? À, lấy được cuộn cuộn vào rơm đúng không? Ôi đây cũng trồng này, cái này có phải của nhà em không? Không ạ. Không à? Ruộng nhà người ta thì cấy hết rồi nhỉ? Mỗi ruộng nhà mình là mình còn chưa được cày. Lần sau chuẩn bị trồng lại thực cây một lần nữa. Ở đấy là người ta dùng máy cày để cày đúng không? Đó, để cho cỏ nó xuống dưới nó. Cỏ mới chết. Tại bây giờ thì cái quãng đường của hai anh em đi cô bác còn là mưa nữa, đi hơi khó khăn một chút cô bác, thì cho nó sẽ dừng cái hình lại một tí nữa, đến nhà thì hai anh em sẽ tiếp tục ghi hình sau. Bé Hiếu vậy vừa rồi thì cũng đã đến nhà rồi cô bác. Ôi bé Hiếu ô đây này, không đi ủng à hả? Đi ủng vào đi. Ở đây là bà đang nấu cắm lợn đúng không? À. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là cám lợn của bà nấu của bác, ở trong chỉ còn là rong với lại rong cả thôi. Cần tăng không? Kéo phải rất là tăng mắt phải. Cần không? Đây là thế là mai là không được nấu à? Bây giờ bà làm thì sáng mai bà không được nấu nữa. À, bỏ mưa xem nào, bây giờ tạnh mưa rồi. Ôi, lấy cái nắp này đóng đi. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là cái chỗ này là để mà nấu cám lợn đúng không? Vâng. Để nấu cám lợn các bác. Trong nước này, gọi là ngồi trên nước để mà nấu cám lợn thôi. Chỗ kia thì cao hơn thì thành ra là nó không có, nước không có vào được. Nếu không cho chạy vào, chắc thì cần con này. Có gì? Này! Hả? Ở bộ ngồi đây, ở nhà
Đấy, thì vừa rồi là chạy trên lên trên nhà của bác để mà lấy ghế cho cháu lực này của bác này. Bò ấy hiu à? Bò tốt lên vậy. Hiếu đi phải nói bằng tiếng một tiếng nùng của bác thì em mới có nghe được nhiều hơn, và tiếng phổ thông thì em mới nghe được ít hơn. Rồi em bỏ cái áo mưa đi ra, không phải tí là rách ấy. Vâng. Áo mưa thì nó cũng mỏng ấy. Quân Quân là này vừa cắt tóc à? Vâng ạ. À, đẹp trai phết chứ nhỉ, đùa đâu. Ôi dồi, có mão công tay thôi à? Anh cả ngày em Quân gọi là vận động nhiều các bác, cho nên là em ấy ít mặc những cái áo ấm ấy. Em ấy bảo là đi làm thì mặc áo ấm vào thì là toát hết cả mồ hôi luôn. Ôi cái cục đá này cục to nhỉ, cái đá này. Đây là cái cối từ lâu rồi, cối này lâu rồi lấy giá đậu. À, cối là dùng để giá đậu à? Vâng. Thế là bây giờ tận dụng lại dùng để làm thành cái kiềng luôn à? Vâng. Ở đây thì kiềng thì gọi là khu này kiềng mấy đâu các bác, các bạn nhìn thấy là có những tấm đá này, xong là xếp vào với nhau, xong là đặt cái chảo lên thôi. Để mà làm sao mà gọi là đấu được cắm lợn là được rồi đúng không? Phải đi về lấy cỏ về nhà cái là lại tiếp tục là có những công việc gì lại lao vào công việc rồi. Bà thì chắc là đang chuẩn bị là nấu cơm rồi đấy nhỉ? Ừ. Chắc là bà nấu xong bây giờ đang trên kia. Thế là bây giờ là đợi nồi cắm lợn này xong là ăn cơm luôn à? Vâng. Ăn cơm xong lại là đi ngủ luôn à? Vâng. Người trên tay em đi ngủ luôn à? Vâng. Ở đây thì thưa cô bác anh chị rằng là chúng tôi cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói rằng là nếu hoàn cảnh mà đi ngủ sớm cô bác thì sống như một vị đại gia đấy cô bác. Ở đây thì không phải là như sống như một vị đại gia đâu, mà không có buổi tối thì không có việc gì để mà làm nữa ấy. Thành ra là đi ngủ để cho đi ngủ sớm hơn thì ngày mai là dậy sớm hơn. Thế thường thường thì nếu mà bà đưa bé Hiếu đi học thì tầm độ mấy giờ là bà dậy? Bà là 5 giờ dậy ạ. 5 giờ dậy à? Vâng. Thế là 5 giờ là dậy là nấu cơm cho cả nhà ăn hay là một mình bé Hiếu ăn để đi học á? Cho một mình bé Hiếu này. Cho một mình bé Hiếu à? Vâng, bà đi xong em mình nấu cho. Mình nấu. Thế là bà đưa bé Hiếu đi học thì xong là em mới làm công việc ở nhà xong thì mới nấu cơm đúng không? Vâng. Thế là mình đun cắm lợn như này thì ngày mai thì mình có phải đun nữa không? Không, đây là bây giờ mình nấu mai làm nước ấm để pha. Là mai là mình đun một cái nồi nước ấm là để mà pha đúng không? Vâng. Nhưng mà đây là đang mùa đông thì mới làm thế đúng không? Vâng, đúng không? Mùa hè không cần làm nữa. Mình nấu một nồi cắm lợn thì độ tầm bao nhiêu phút thì nó chín được à Quân? Thì là được. Đây nếu mà không phải đây như củi thế này chắc cũng ít nhất cũng sắp gần một tiếng. Gần một tiếng à? Còn nếu mà củi mà nó to thì nó sẽ nhanh hơn đúng không? Ở đây thì cho lúc nhìn thấy là ôi nước chảy ra đây nhiều đấy Quân. Đang mưa lớn quá cô bác. Đấy như là ngôi nhà của em Quân thì khi mà mưa vào ấy, ôi phải đi em phải đến nó phò. Thưa cô bác bà này, mưa này vẫn còn đội chân của mình một cái khăn thôi. Đằng sau thì ướt hết rồi. Bà thì nhìn thấy là lưng của bà là bị ngu ngu đấy cô bác. Đó là nhìn thấy là nó bị đã hình như là bị lồi ra rồi. Phải dẫn nó phò. Dẫn ạ. Quân về thì bây giờ bà lại rửa chân tay là đi về nhà thôi. Là chuẩn bị cơm nước để cho cùng cháu là ăn. Đấy, trời mưa này cô bác này, cháu được nhìn thấy là cái hành lang thì cũng đã bị gọi là ướt hết rồi. Quần áo của bé Hiếu thì cũng rất là may là khi mà cháu được đăng tải lên thì cũng được bác gửi cho khá là nhiều quần áo, cho nên là có những quần áo để mà thay ra thay vào nữa vào mùa đông mùa mưa hiện tại như bây giờ. Đấy, trong ban đêm thì nhìn ngôi nhà này thì những cột của cô bác này, những cột này thì có vẻ là còn kiên cố một chút, nhưng mà còn về cái giếng gầm sàn này cháu được nhìn thấy đã bị mọt hết rồi. Còn như cái phần cột ấy chỉ nó chắc ở phần trên thôi, phần dưới đấy thì hầu như là nó cũng đã bị gọi là bị mục rồi cô bác, nó đã bị gọi là có những cột thì nó cao, cột thì nó thấp. Chỗ này thì hay bị sạt lở đúng không bác này, cháu được nhìn thấy là mỗi lần cháu được xuống là bị sạt lở thêm một chút.
Quân thì mỗi lần đi cắt tóc thì ai cắt tóc cho? Thì nó gọi là mình nhờ người ta cắt à hay là như nào? Nếu mà không ai biết cắt là phải đi quán ạ. Cái mưa như này thì liệu nước mưa có hớt vào chỗ ngủ của em không? Thì hôm trước cũng căng bạt cũng không hớt được nữa. Thế mà nếu mà không căng bạt thì như này là ướt hết chăn à? Ở đây là không chưa có gió đây này, nếu mà có gió thì là nó sẽ là đi vào nhiều hơn đúng không? Ở đây thì em có mong muốn là sửa lại nhà hay là làm lại nhà không? Có. Thế nhưng mà ngôi nhà của em cũng mới làm được độ hơn 2 năm rồi à? Bố làm hơn 2 năm rồi. Đây bây giờ chỉ chắc mỗi cột thôi ạ, còn bên ngoài thì hỏng hết rồi. Bên ngoài là thịt không hỏng hết rồi đúng không? Nếu mà hôm trước nếu mà không lấy bạt ra căng thì như năm ngoái thì có gió thì nước mưa hớt vào nhà ông bà, chăn ông bà cũng ướt hết, sáng dậy ra lại phải đi phơi cho khô. Nhưng mà nếu mà như mùa đông này thì làm sao mà phơi được khô? Mùa này thì không phơi được khô là phải phơi ở trong nhà thôi. Phơi trong nhà lúc nào khô mới lấy ra đáp ạ. Đây cũng mùa đông thì cũng tầm 2-3-4 ngày mới khô được. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống với bác thì với cái nội dung mà nhặt được của rơi thì tìm người mà đánh rơi để mà trả lãi của bác, nhưng mà anh em vẫn chưa thể mà tìm lại được. Rất là cháu Lực cũng gọi là trong thời gian qua khi mà cháu Lực đăng tải cái thức phim lên ấy thì cũng có rất là nhiều người mà như người ta mà có thể như là người ta trêu hay là người ta cũng có ý định là xấu ngỏ lời của bác. Tại đây thì một khi mà có thể là một ngày nào đó đánh rơi tiền ấy thì chắc chắn là mình đi xuống những chỗ khác thì cũng có người mà nói cho mình biết là ai đánh rơi tiền. Thì khi mà mình tìm hiểu được rồi, thật chính xác rồi thì mình mới đưa tiền cho. Đấy, mình cũng phải xem là cái nét mặt và cái biểu cảm của người ta là như thế nào. Đấy, thì mình mới trao cho người ta. Đấy, có thể nếu mà mình không trao cho đúng người thì mình sẽ lên xá để mình trao lại cho bên xá, để cho bên xá xem là sử dụng cái số tiền đấy đi vào mục đích nào. Đấy, ở đây thì là mặc dù là em nhặt được đấy, nhưng mà em cũng có cái suy nghĩ mà nhặt được của rơi thì mình phải tìm được người đánh mất ấy, không có suy nghĩ gọi là muốn giữ cho bản thân của mình. Đó. Đấy, bây giờ thì thức phim thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em Thưa Cô Bác. Xin chào các bác anh chị. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.